Xin kính chào tất cả các bác. Chào mừng các bác đến kênh ô tô cũ giá rẻ Duy Khánh. Bên em đơn vị chuyên kinh doanh mua bán tất cả các loại xe ô tô cũ từ 2 đến 8 chỗ ngồi. Có địa chỉ tại số 1 Bắc Sơn An Dương, thành phố Hải Phòng. Và trong ngày hôm nay thì em lại review lên sóng giới thiệu tới toàn thể các bác một mẫu xe vừa cập bến cửa hàng. Một chiếc Dio Genta có năm sản xuất 2008. Máy xăng, số sàn động cơ 1.5, tên tư nhân. Không taxi dịch vụ. Được sơn xi màu đen, mang biển kiểm soát thủ đô 30F31285. Sơn xi màu đen bóng nhoáng các bác nhé. Đèn pha, đèn gầm đầy đủ. La răng đúc 4 bánh, phanh đĩa ở bên trước. Với mức giá đề xuất là 146 triệu đồng. 146 triệu đồng thì bên em có bao rút hồ sơ và hỗ trợ vận chuyển toàn quốc cho các bác. Giá cả vẫn có thể thương lượng thêm. Bác nào mà đúng chất mẫu xe này thì nhanh tay nhấc máy gọi điện cho em Khánh theo số điện thoại 0917165240 hoặc kết bạn Zalo với em để biết thêm chi tiết về xe này, cũng như có thể đến trực tiếp cửa hàng để trải nghiệm xem xe và lái thử các bác nhé. Xe thì đã trang bị màn hình cam lùi đầy đủ, hòm dáng rất là đẹp này, rất là cứng cáp các bác nhé. Hai cụm đèn phanh, đèn hậu này rất ok. Dio Genta 2008. Các cái đường gân gờ ghép lối cũng rất là đều nhau. 146 triệu đồng. Đó, hơn 100 triệu đồng các bác đã sử dụng một chiếc xe sedan 2 đầu. Tránh mưa, tránh nắng, tránh rét. Đi lại gia đình, đi xa về gần, về quê. Dòng xe này trang bị động cơ 1.5. Đi cũng khá là bốc các bác nhé. 1.5 thì bằng với động cơ của Toyota Vios. Sơn xi sạch sẽ đẹp đẽ. Là răng đúc 4 bánh. 4 củ lốp thì cũng còn được 6 đến 70% các bác nhé. Phần củ lốp này cũng rất ok các bác nhé. Vô lăng 3 chấu. Còn khá đẹp này. Tắp lô tắp đi. Đó, sạch sẽ. Thân ghế da thay mới rồi. Rất là tươi. Trần lì nguyên bản. Trần con này rất đẹp. Cột kéo đinh bấm này. Zin nguyên bản. Xe này thì vẫn là nguyên bản trên dòng máy sản xuất, nguyên chỉnh cơ, tín chỉ điện, tắp ly khá là sạch sẽ. Một mẫu xe giá rẻ. Và làm mà tập lái đi dòng này thì rất ok, hơn 100 triệu. Sedan 2 đầu rộng rãi. Với mức giá này thì về các bác chỉ việc đổ xăng mà chạy thôi các bác nhé. Màn hình cam lùi la răng đúc 4 bánh rồi. Hạn đăng kiểm dài đến tháng 11 2021. Vâng, bác nào mà mới xem video của em lần đầu thì nhớ ủng hộ em bằng cách like, bấm nút đăng ký kênh màu đỏ, bấm nút chuông để được cập nhật mẫu xe mới nhất về điện thoại các bác. Em đưa lên các bác nhé. Hiện tại bên cửa hàng em rất là nhiều các dòng xe từ 2 đến 8 thu cho các bác lựa chọn. Phần xe này, thiết bị kích nút cũng đầy đủ. Đến 8 máy nước. Em thì chủ yếu mua những cái dòng xe cỏ là chính, hoặc là các bác cho các bác mua về chạy dịch vụ các bác nhé. Còn là gầm bẻ các bác này, với cái dòng xe này thì
theo em thì nếu mà các bác có mua thì cũng chỉ là một hợp đồng bản hợp đồng công chứng, hợp đồng mua bán các bác nhé, để cho nó hợp pháp, cứ thế mà chạy thôi chứ không vào tên làm gì cho nó tốn phí các bác nhé. Hiện tại bên em có bao rút hồ sơ rồi thì vào tên cũng phải hết tầm 7 triệu nữa các bác ạ. Nếu mà các bác mà chỉ cần công chứng thôi thì em sẽ trừ cho cái phần rút hồ sơ tầm 3 triệu. Không hề có dấu hiệu sụn mục mọt cả cánh thôi nhé. Vâng, sau đây em sẽ tiến về phần nội thất. Đèn là đèn sáng trắng thôi nhé. Tiến về phần nội thất và test các cái chức năng cơ bản của một chiếc xe khi di chuyển trên đường để đảm bảo an toàn. $146 triệu chưa bằng con SH Nhật. Máy đã nổ rồi. Rất ok. Điều hòa thì rất khỏe. Còn xin nha. Đẹp chưa? Gương thì chỉnh cơ các bác nhé. Chỉnh tay. Điều hòa mát sâu lắm các bác. Tín chỉ điện. Phần tín và đèn đến bao test cho các bác nhé. Màn hình cam đuôi đây luôn. Màn hình này thì kết hợp giải trí kết nối Bluetooth USB. Dòng xe này thì trang bị 5 cấp số. Số lùi là số móc các bác nhé. Phải móc tay vào đây. Đẩy về phía trước đồng cấp với số 1. Cam đùi đây. Còn đâu khi mà kéo về thì không cần móc nữa. Mà số 1 thì đẩy như bình thường. Ép vào đẩy lên phía số 1. Còn phanh tay. Gương này. Vâng, sau đây em sẽ tiến về phần phòng máy không có xem đấy. Vâng, đây là tổng quan tổng thể phần khoang máy của chiếc Daewoo Gentra. Có năm sản xuất 2008, máy xăng số sàn động cơ 1.5. Máy nổ rất là đều, đều tiếng, rất là êm nhé. Máy móc khô ráo sạch sẽ. Phần gầm em đã check rồi, không hề có hiện tượng gì dầu xi. Phần giảm sóc này nói này. Chỉ lắp cabo đây. Máy nổ rất là đều, rất là êm. Chuyển động con này chuyển động số 1 thì đây các bác nhé. Chỉ cần vào xuống nhà ga là rất êm, không có hiện tượng. Vâng, vừa rồi thì em đã review lên sóng giới thiệu tới toàn thể các bác một mẫu xe vừa bến cảng, một chiếc Daewoo Gentra có năm sản xuất 2008, máy xăng số sàn động cơ 1.5 với mức giá đề xuất là 146 triệu đồng. Vâng, 146 triệu đồng thì bên em bao rút hồ sơ và hỗ trợ vận chuyển toàn quốc cho bác. Bác nào muốn đúng chất mẫu xe này nhanh tay nhấc máy gọi điện cho ông Khánh theo số điện thoại 0917165240 hoặc kết bạn Zalo em biết thêm chi tiết về chiếc xe này cũng như có thể đến trực tiếp cửa hàng trải nghiệm xem xe và lái thử. Vâng, em xin được kết thúc video đây. Xin chân thành cảm ơn các bác đã đồng hành cùng kênh ô tô cũ giá rẻ Duy Khánh.
Xin chúc các bác luôn mạnh khỏe, cuộc sống thật nhiều niềm vui, luôn thành công trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.